vật lý tấn công trước, mà pháp lên đạn, siêu duy không ra, thần thánh là vua. Dùng sức mạnh chữa lành đi giết chóc, còn tàn nhẫn hơn cả tổn thương. Tai họa giáng lâm, thế gian hóa thành một hồi khổng lồ trò chơi. Sơn hải cổ xưa, thần linh mới nổi, thế lực trong năm tháng dài đằng đẵng nhất nhất xuất hiện. Mà lần này, muốn bắt đầu nói từ người bị bạn gái bán đứng đến chết, rồi lại trở về trước khi tai họa ập đến. Lần này, tôi sẽ sống cho chính mình. Cuối cùng, hắn đạp phá duy độ, ngồi một mình chí cao, miệt thị một tôn cử ảnh vĩ ngạn trong hoàng vũ vô tận. Ta là ngôn quân, quân vương. Ta gọi các ngươi. Quỳ xuống. Chương một. Ta đem tín ngưỡng sát lục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Duyệt trước tồn não, một đường đọc đến no ấm áp nhắc nhở. Quyển sách cấu tạo phức tạp, phía trước làm nền cũng rất nhiều, có thể sẽ tạo thành độc giả nhất thời nửa biết xem không hiểu, bất quá đừng có gấp, trước thêm cái giá sách, chậm rãi xem. Buổi chiều, trước ký túc xá nữ. Lâm Tiệt đang nghiêng đầu, mặt mộc cười nhạt, hai tay ông ngực e của mình. Ừm. Vitamin E sữa. Bảo bối, ta hôm nay còn có rất nhiều tiết, chỉ có thể đợi đến buổi tối lại hảo hảo bồi thường ngươi rồi. Được. Ngôn quân miễn cười gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn bạn gái trở về. Ảnh đối nhân xử thế biến mất ở hành lang, hắn xoay người rời đi, ý cười ôn hòa trên mặt lui bước, thay vào đó là vẻ mặt phức tạp. Ước chừng 30 phút sau. Lâm tiệp vốn nên đi học xuất hiện ở cổng trường, trên mặt cô trang điểm tinh xảo, phục sức đơn điệu trên người đã đổi thành dây đeo cao gót tơ đen. Nàng nhẹ nhàng đi tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Thẳng đến một tòa nhà cho thuê cách cổng trường không xa. Cô đi lên lầu 4, gõ cửa. Một nam tử đầu trọc da đen đến tỏa sáng mở cửa, trên mặt hắn cười tà, ánh mắt không ngừng quét qua tràn ngập dục vọng. Lâm tiệp ngượng ngùng cười, trực tiếp vào cửa. Cọc kẹt. Cửa phòng cho thuê cũ kỹ, khi đóng lại phát ra tiếng vang. Đem thân ảnh chậm rãi quỳ xuống theo bàn tay to kia, ngăn cách ở bên ngoài. a à, còn tưởng rằng là bị ép buộc, xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi lầu năm, ngôn quân hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào vách tường, xuyên thấu qua tấm gương nhỏ đặt ở hành lang lầu hai thu hết thảy vào đáy mắt. Hắn cười, trong mắt dãy dù cùng chờ mong vào giờ khắc này hóa thành hờ hững. Một khi đã như vậy, vậy thì trách không được ta. Không ở lại, cũng không có hứng thú làm chút gì. Dù sao bây giờ vẫn là xã hội pháp trị, nếu hắn đi vào, bất luận kết quả như thế nào, cuối cùng nhất định sẽ bị mang đi mà hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn phải đi làm các ngươi cứ từ từ chơi đi chỉ mong các ngươi sống lâu một thời gian ngoài lầu trời sáng ngời ngôn quân đón xe xuống xe quay vòng lặp đi lặp lại cho đến rìa thành phố không ngồi xe nữa ngược lại dọc theo con đường vẫn đi bởi vì hắn biết địa phương hắn muốn đi không có người nào nguyện ý chở tiễn vừa vặn hắn cũng có thể mượn đoạn đường này đến cùng mình đã từng ngày thật buồn cười nhân sinh, làm một lần cáo biệt. Không, phải nói là kiếp trước. Núi có đỉnh núi, đường có cuối, lúc 11 giờ đêm, ngôn quân đến nơi cần đến. Khắp núi đồi loạn tán một phần, người thường không dám tùy ý tới gần. Xung quanh thành phố chỉ có một chỗ này, hẳn là nơi này. Ngôn quân nhìn xung quanh, tìm sự hoang đạo, đi lên trên. Đến nơi này chúng mộ trung ương, hắn dựng bước lấy ra điện thoại di động không để ý tới tin tức bên trong lãi nhãi chỉ nhìn thời gian mười một giờ hai mươi tám phút sắp rồi hắn thần sắc bình tĩnh nhìn không ra biểu tình gì mặc dù thân ở mộ địa chỉ có ánh mắt hơi nheo lại kia dường như có chút khẩn trương đợi đến hai phút sau thời gian nhảy đến mười một giờ ba mươi phút hắn đúng hẹn mà hư ảo chi ảnh che lấp phía chân trời làm trăng tròn ảm đạm vài phần nhưng lúc đêm khuya cơ hồ không có người nhìn thấy ngài không có động tác không có âm thanh dường như ngay cả thực thể cũng không có nhưng ngôn quân biết sự xuất hiện của hắn đại biểu cho cái gì hắn nhìn thẳng giống như kiếp trước đương như chuông cổ từ từ một thanh âm không lớn lại kinh sợ lòng người vang lên trong đầu hắn đây là một món quà trước khi hoạn nạn xảy ra chỉ dành cho những ai đang nhìn ngài lúc này sau tiếng chuông, trăng tròn lại xuất hiện, hắn biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một tấm màn sáng nữa trong xuất hiện ra trước mắt. Sau đó, tất cả mọi người sẽ có nó. Và anh ta. Chủng tộc. Tehran rang cấp độ sinh mệnh. Không ảnh. Nôn khắc. Không có lưu trữ thuộc tính. Không, năng lượng nguồn một nghìn, một, sức mạnh. Một, quyết định tấn công vật lý, thể chất một quyết định giá trị sinh mệnh giới hạn cao nhất sức chịu đựng vật lý phòng ngự nhanh nhẹn một quyết định tốc độ trí thông minh một quyết định tấn công ma thuật tinh thần một quyết định giới hạn giá trị ma pháp tinh lực phòng ngự ma pháp tấn công vật lý năm lực lượng một năm ma thuật tấn công năm trí tuệ một năm điểm sinh mệnh mười mười thể chất một mười, ma thuật giá trị 10 10 tinh thần 1.10 vật lý phòng ngự 0.1 thể chất 10.1 cố định miễn giảm kháng vật lý 0 giảm tỷ lệ phần trăm phòng thủ ma thuật 0.1 spirit 10 11 phaiset relic kháng phép thuật 0 giảm tỷ lệ phần trăm divine Defenser 0 giảm cố định kháng chiến thiên liên 0 giảm tỷ lệ phần trăm ba lô 10 ngày 1 tháng 10, cùng loại có thể chồng lên nhau, nguyên năng. Không, tăng lên kỹ năng đẳng cấp, chuyển hóa thuộc tính, giao dịch, thiết bị. Không kỹ năng ban đầu. Phục hồi hào quang hồi sức hào quang, không, một nghìn không. Lớp khôi phục, bỏ qua vật lý chặn và ma thuật chặn. Mỗi giây cho tối đa 10 mét trong phạm vi tất cả sinh linh khôi phục trăm máu tối đa, không tiêu hao, không làm mát. Quả nhiên giống hệt lúc trước khóe miệng ngôn quân nhất lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại cất giấu một tia lửa giận. Cười chính là hết thảy không thay đổi, giận chính là, hắn từng một lòng làm người, lại đổi lấy phản bội. Những người đó dựa vào hào quang của hắn, dưới tình huống bản thân không có khôi phục, có thể tùy thời tùy chỗ khôi phục không tiêu hao giá trị sinh mệnh, từ đó tiết kiệm một số tiền lớn mua dược tề nguyên năng. Nhưng mà, hành động này lại để cho hắn bị trực tiếp giam cầm ở tổ chức nội bộ, không cách nào đi ra ngoài lúc ban đầu những người đó còn thường xuyên lấy kỹ năng này địch ta chẳng phân biệt được nguyên nhân đến khuyên bảo bạn gái cũng vì thế không ngừng dỗ dành hắn lúc ấy hắn còn ngây thơ tin tưởng vả lại cho rằng đợi ở phía sau cũng không tồi ít nhất an toàn nhưng khi tất cả mọi người bắt đầu tăng lên mà hắn vẫn ở nguyên chỗ lúc có một số việc liền bắt đầu thay đổi đặc biệt là hai người kia không hề che giấu thậm chí ngay tại hắn hào quang bao phủ xuống tại kia một bức tường cách địa phương, làm chuyện cậu thả kia. Anh nghiễm nhiên nhớ rõ sau khi anh đâm vỡ, lưỡi dao sắc bén xuyên ngực mà lỗi thời, bạn gái thở hổn hển một câu kia. Em yêu, em xem hào quang này đều xanh mơn mởn. Quả đắng của sự kết thúc đã được nếm trải. Các đức hồi ức ngắn ngủi trong đầu, ánh mắt ngôn quân trở về thanh tĩnh. Lập tức tay tự hư không một chiêu, liền từ trong ba lô lấy ra một món quà khác của hắn một cái hộp vuông vức mặt trên khắc hoa văn phức tạp rơi vào mắt. Hộp của thần linh, đợi mở ra, cái tên rất mơ hồ, nhưng cũng danh phù kỳ thực. Bên trong cơ hồ tất cả đều là vật lấy thần linh đặt tên, công hiệu cũng cực kỳ cường đại. Chỉ tiếc, một khi mở ra, chỉ có 10 phút lựa chọn thời gian, hơn nữa còn có thời hạn sử dụng cùng với thời gian duy trì liên tục. Có thể nói, đây là một vật phẩm tiêu hao một lần có thể giúp hầu như bất cứ ai vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn phải xem người, cùng với có cái này mới được. Và bây giờ? Không vội, còn phải chờ một lát. Ngôn quân lại lấy điện thoại ra xem xét, tín hiệu đã biến mất, nói rõ khoa học kỹ thuật đang dần dần mất đi hiệu lực, hết thảy đều sẽ bị khởi động lại. Như một trò chơi. Một trò chơi chỉ có một cuộc đời. Ước chừng 20 phút sau, thời gian đi tới 11 giờ 55 phút. Không kém nhiều lắm. Ngôn quân không do dự, trực tiếp mở hộp thần minh trong tay ra. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi bốn phía, khiến nơi loạn tán này sinh ra vài phần thần thánh khó hiểu. Vô vọng chi thần giới luật. Cố hữu phòng ngự kết giới, ngăn cản 99% toàn bộ thương tổn, sử dụng kỳ hạn 30 phút, duy trì thời gian 10 phút. Tội lỗi của thần trừng phạt. Tai họa của thần sa ngã. Rất nhiều vật hư ảo xoay tròn trước mắt, các loại vật phẩm hiệu quả cường đại vẫn như lúc trước. Nhưng ngôn quân không hề lưu luyến, nhanh chóng tìm kiếm, cho đến khi vật phẩm nào đó dừng lại trong nháy mắt. Lòng thương xót của thần sinh mệnh. Tăng cấp độ kỹ năng phục hồi lên giới hạn hiện tại, nếu không có kỹ năng liên quan thì vô hiệu, thời hạn sử dụng là 30 phút, thời gian kéo dài 30 phút. À, thương hại. Lúc trước chính là vì tại ách nạn tiến đến lúc từ quái vật thủ hạ cứu về gần chết trọng thương bạn gái hắn lựa chọn cái này đồng dạng cũng nhờ phút này biết được hạn mức cao nhất của kỹ năng này một trăm phần trăm lúc đó hào quang của hắn vừa triển khai chúng sinh đều an chỉ là hắn thương hại người khác ai sẽ thương hại hắn lần này tôi sẽ sống cho chính mình ngôn quân cười lạnh lướt qua tiếp tục tìm vật phẩm lúc trước nghe được từ miệng người khác cho đến cuối cùng Hỷ thần phản loạn khế ước. Bị khế ước lúc có thể sử dụng, phá bỏ trước mắt khế ước, nghịch chuyển quy tắc, khiến khế ước giả trở thành bị khế ước giả hỷ nô, sử dụng kỳ hạn 10 phút, duy trì thời gian 10 phút. Chính là cái này. Ngôn Quân mừng rỡ nhìn trước mắt cái này đỏ thẫm quyển trục, nhưng rất nhanh, hắn nhướng mày. Sao thời gian lại ngắn như vậy? Cái này cùng hắn lúc trước nghe được, tự hồ không giống lắm. À, quả nhiên không có ai nói thật với ta cho dù là chuyện đã qua. Anh tự giễu cười, lập tức nhìn về phía điện thoại di động vẫn chưa tắt. Thời gian, đã đi tới 59 điểm. À, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ngôn quân giơ tay lên, trực tiếp lấy quyển trục từ hư vô xuống. Ánh sáng rực rỡ tiêu tán, thần minh chi hạp cũng tại hoàn thành sứ mệnh sau đó tại chỗ quy vô. Đồng thời cũng vào giờ khắc này, như là có dư âm động đất từ cực xa truyền đến, mặt đất bắt đầu chấn động rất nhỏ. Ách nang, giáng lâm, thế giới trong nháy mắt biến hóa, tinh cầu này sẽ trở nên lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với dĩ vãng, giống như nơi mai cốt không ngừng kéo dài trước mắt. Đồng thời, các loại kỳ quái kiến trúc địa điểm cùng quái vật thế lực từ hư vô bên trong hiện ra. Nhưng ngôn quân giờ phút này không có thời gian suy nghĩ những thứ này, không nhìn bàn tay từ trong một phần chung quanh dần dần thò ra hắn gắt gao nhìn chầm chầm bãi đất trống trước mắt, biểu tình ngưng trọng mà khẩn trương. Cho đến khi, một vệt đỏ tươi tự hư vô hiện ra. Quả nhiên tới rồi. Như trút được gánh nặng, ngôn quân nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi đỏ tươi ngưng tụ, một tòa lầu cát nhỏ không lớn nhưng cực kỳ trang trọng chợt hiện ra trước mắt. Các giao dịch trước mắt quan mạc chợt lóe, tên lầu các hiện ra trong đó. Ngôn quân hiểu rõ bối cảnh của nó, lệ thuộc vào thế lực vương cấp Tinh Hồng Vương Đình. Như tên của nó, một trong những tác dụng của nó là giao dịch, nơi tất cả mọi người có thể mua những gì họ cần. Hơn nữa giao dịch các như vậy, trên thế gian hiện giờ không biết có bao nhiêu. Chỉ là, phần lớn đều xuất hiện ở đám người tụ tập khu vực, tốt đổi lấy chúng sinh quý giá nguyên năng. Loại người xuất hiện ở vùng hoang vu giả ngoại, một phần loạn tán này, cực kỳ thưa thớt nếu không phải lúc trước vị kia từng tới mời chào qua hắn, sợ là cả đời cũng khó có thể tìm được. Bất quá lần này, chưa có được nguyên năng hắn, cũng không phải là vì giao dịch mà đến. Hô! Thời gian cấp bách, môn quân thở phào nhẹ nhõm, trong đầu đem lý do thoái thác đã nghĩ trước đó nhanh chóng qua một lần, liền trực tiếp bước vào. Không để ý tới bàn giao dịch lấp lánh ở cửa, đưa tầm mắt hướng vào tận cùng bên trong. Trường bào rộng thùng thình, màu đỏ tươi ám dũng, không biết loại vật liệu nào đắp nặng pho tượng sừng sững trong đó. Thấy vậy, ngôn quân chuẩn bị thỏa đáng không trì hoãn nữa, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, như thánh giả hành hương, cao giọng tụng vịnh. Tư vu ngã chí, trói buộc linh hồn ta. Thần linh làm chứng. Ta sẽ tin vào sự giết chóc và mãi mãi trung thành với vị vua vĩ đại. Salet Queen Chương 2 Sát lục phục khắc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Người thờ phụng ta, vĩnh viễn hưởng dết chóc. Ánh sáng đỏ tươi từ pho tượng nở rộ, âm thanh trầm thấp vang vọng trong các. Ngôn quân vô thức chớp mắt, thân ảnh trường bào hoa văn đen đỏ đã phủ xuống nơi này. Nàng nhìn xuống ngôn quân quỳ một gối xuống đất, dưới mũ trùng đầu, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt đỏ tươi, mơ hồ khẽ lay động. Cảnh tượng như vậy, nếu là người thường thấy nhất định tâm thần run rẩy. Nhưng ngôn quân không hề sợ hãi, thậm chí trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn có thể khẳng định, đây chính là lúc trước mời chào người của hắn. Đối phương không lừa hắn, quả thật chính là Tinh Hồng Nữ Vương. Vậy tiếp theo, tính ngưỡng giả nếu vào Tinh Hồng Vương Đình, liền không được quay đầu, ngươi có xác định tốt rồi. Nữ Vương đỏ tươi trầm giọng đặt câu hỏi, đồng thời trước người triển lộ một tấm màn bạc trắng, ký hiệu thần bí không ngừng khắc họa trong đó. Ta xác định Ngôn quân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Đã như thế, khế ước thành. Theo lời nói hạ xuống, màn che nở rộ hào quang, nhẹ nhẹ ngân tuyến liên lụy hai người. Ngôn quân có thể nhìn thấy trên đó xuất hiện tên của hắn, đồng thời cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ bị lên một đạo gông xiềng. Không quan trọng, quan trọng là Chủng tộc Te rang cấp độ sinh mệnh Không ảnh Salet kiên cao khắc ấn giết chóc phục khắc, phục khắc tự thân tùy ý một cái khôi phục loại kỹ năng, chuyển thành thương tổn. Đi sang, ác. Khuyết tật, hồi sức hào quang, không, một nghìn không. Lớp khôi phục, bỏ qua vật lý chặn và ma thuật chặn, mỗi giây cho tối đa 10 mét trong phạm vi tất cả sinh linh khôi phục 0,1% máu tối đa, không tiêu hao, không làm mát. Hồi sinh hào quang, sát lục phục khắc. Thần thánh loại, mỗi giây đối với tối đa 10 mét trong phạm vi tất cả sinh linh tạo thành 0.1% lớn nhất HP sát thương, không tiêu hao, không làm mát. Đây chính là hiệu quả khắc ấn của tinh hồng vương đình, hơn nữa còn có thể đề cao theo cấp bậc kỹ năng ban đầu. Quả thực giống như ni đóng giày cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếp trước, đối phương mời chào hắn. Chỉ tiếc, lúc ấy hắn còn chưa tỉnh ngộ. Đợi đến khi quyển trục khép lại, tinh hồng nữ vương tiến lên hai bước việc này đã thành hãy theo ta về vương đình tới ngay trái tim ngôn quân nhảy dựng mí mắt rũ xuống tuy nói hắn vì đạt được vết chóc khắc ấn này không tiếc dùng phương pháp này sớm gia nhập tinh hồng vương đình nhưng cũng không có nghĩa là liền vui vẻ trở thành thuộc hạ của người khác như vậy cùng kiếp trước cũng không có gì khác nhau may mà hắn đã sớm chuẩn bị không cần ngươi xác định tinh hồng nữ vương ngưng giọng hỏi kỳ thật đối với nàng mà nói hoàn toàn không cần để ý kẻ yếu như vậy huống chi đã ký kết khế ước nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó làm cho nàng lần này nhiều hơn vài phần khoan dung nhưng mà ngôn quân không biết cũng không cần phần khoan dung này hắn ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt đỏ tươi kia ta nói không cần hả ngôn quân tư thái như vậy để cho đỏ tươi nữ vương cảm thấy có chút mạo phạm nàng hai tròng mắt hơi nheo lại như huyết sắc khoảng cách dưới mũ trùm môi son khẽ mở, liền muốn thổ lộ uy ngôn. Lại thấy ngôn quân cười khẽ một tiếng. Ngươi! Nàng chưa nói ra lời, không trung đột nhiên nở rộ hồng mang, so với màu đỏ tươi càng nồng đậm hơn. Quyển trục đỏ thẩm mở ra giữa không trung, lời của thần linh ở trên đó chói mắt rực rỡ. Hỷ thân! Mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không kinh hoảng, quanh thân nổi lên gần sóng không gian, muốn bỏ chạy. Nhưng, vật thần linh bắt nguồn từ tay ngài, há có thể lẫn tránh. Chỉ đợi quyển trục kia tản ra hào quang đỏ thẫm, phong tỏa quanh thân hai người, lời nói của thần linh lưu chuyển ở giữa. Răng rắc. Một đạo âm thanh vỡ nát trực tiếp vang lên trong đầu hai người. Xiên xích trên người tản đi, ngôn quân bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng sắc mặt dưới mũ trùm của nữ vương lại biến đổi, hiển nhiên đã phát hiện tác dụng của quyển trục này. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn giống như khế ước lúc trước, như huyết hồng tuyến liên lụy giữa hai bên, đợi đến khi tiêu tán, khế ước thành. Hỷ nô Tinh hồng nữ vương, thời gian hiệu lực còn lại. 9 phút 58 giây, ngôn quân chú ý tới tin tức trên màn sáng trước mắt, con số không ngừng nhảy lên đang nói cho hắn biết thời gian cấp bách. Cho nên, hắn đi thẳng vào vấn đề chính. Hiện tại, giao ra nguyên năng trên người ngươi. Vừa nói xong, hào quang đỏ thẩm bao trùm nữ vương đỏ tươi, thân thể nàng rung động rất nhỏ, giống như đang dãy dùa. Tuy nói khế ước này làm cho nàng không thể phản kháng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Tôi không có năng lực. Hả? Ngôn quân nhướng mày, thầm nghĩ thân là vương giả lại không có nguyên năng. Có lẽ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Salet Quinn giải thích. Chúng ta đã không cách nào từ trên sinh linh thu hoạch nguyên năng, tự nhiên cũng sẽ không có. Không thể lấy được. Ngôn quân sửng sốt, nhưng không có hoài nghi, dù sao bây giờ thần minh khế ước hạ. Chỉ là cái này trước đây hắn chưa từng nghe qua. Quả nhiên vẫn là kiến thức ít, hoặc là căn bản còn chưa tiếp xúc được. Bất quá, không có nguồn năng lượng cũng không đáng ngại. Ngôn quân ý niệm vừa chuyển, lại nói. Vậy giao trang bị trong ba lô ra? Cũng không có. Salet Queen lại lắc đầu. Hả? Ngôn quân kinh ngạc vậy ngươi có cái gì? Không có gì. Ta nói ngươi này dù sao cũng là vương giả, như thế nào cái gì cũng không có. Ngôn quân nhíu nhíu mày, hiển nhiên cùng suy nghĩ trong lòng có chênh lệch. Salet Quynh không phản đối. Thấy vậy, ngôn quân cúi đầu suy tư, ánh mắt đảo loạn, bỗng nhiên liếc đến cửa lầu cát, như là nghĩ đến cái gì. Vậy bàn giao dịch của anh? Chỉ là lời này mới vang lên, tinh hồng nữ vương liền vội vàng lên tiếng cắt đứt đừng hả ngôn quân nheo mắt lại thầm nghĩ còn muốn phản kháng lại nói một vương đình to như vậy còn thiếu ba quả táo sao đang muốn tiếp tục mở miệng lại nghe giọng nói có chút rối rắm của tinh hồng nữ vương truyền đến hôm nay vương đình tình thế không tốt không có dư thừa những thứ này là giữ lại đổi lấy nguyên năng nếu không đến lúc đó cho nên có thể hay không một phen giải thích ngôn quân im lặng Quên đi. Hắn trầm ngâm một hồi, trong mắt như có điều suy nghĩ, lập tức, hắn liếc mắt nhìn màn sáng. Thông tin không thay đổi, nhìn một lát nữa. Đúng rồi, ta cũng coi như là người của Tinh Hồng Vương Đình đi. Vâng. Nếu hợp đồng kết thúc thì sao? Tinh Hồng nữ vương sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Cũng vậy. Vậy là được. Ngôn Quân gật đầu, băng khoăn trong lòng vẫn chưa tiêu trừ. Đối phương giờ phút này nói như vậy cũng bất quá là bởi vì khế ước trong người, đợi đến khế ước kết thúc, hết thảy đều khó mà nói. Cái kia. Một tiếng chần chờ truyền đến, ngôn quân thu liễm tâm thần, nhìn về phía nữ vương đỏ tươi, đã thấy đối phương muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy? Tinh hồng nữ vương trầm mặt một lúc rồi mới nói. Người đã có hỷ thần khế ước, còn lại thế lực đại khả đi được. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới ta cái này làm người ta chán ghét Tinh Hồng Vương Đình, hơn nửa ngươi. Hơn nửa ta cái gì? Ngôn Quân lên tiếng cắt ngang. Bởi vì hắn nghe ra, đối phương tự hồ không biết tình huống chân thật của khế ước này. Không hiểu sao, trong lòng Ngôn Quân nổi lên một tia ý nghĩ. Còn ngươi, cái gì cũng không được. Tinh Hồng Nữ Vương nói xong ngữ khí có chút trầm thấp, tự hồ cũng đang vì vật thần minh này cảm thấy một tia tiếc hận nhưng mà ngôn quân lại nhướng mày. Ai nói tôi không nhận được gì? Tinh hồng nữ vương nghe vậy tự dễu cười, hỏi ngược lại. À, ý anh là cái khác khiến người ta ghét bỏ kia. Có ý gì? Ngôn quân nhíu mày, hiển nhiên không rõ đối phương vì sao nói như vậy. Tinh hồng nữ vương thấy thế nghiêng đầu, tự hồ rất có ý tứ. Ngươi không phát hiện. Cái gì? Ngôn quân nhíu mày khắc ấn chỉ đối khôi phục loại hữu hiệu, và lại phục khắc kỹ năng không cách nào cùng nguyên kỹ năng đồng thời sử dụng, tiêu hao cũng cực lớn, còn có. Có lẽ trong lòng nghĩ làm ngôn quân khó chịu, nữ vương đỏ tươi liên tiếp nói rất nhiều khuyết điểm. Dựa theo người bình thường mà nói, đối mặt những vấn đề này chỉ sợ đã sớm hối hận, chỉ là, ngôn quân nghe lại nở nụ cười. Bởi vì hắn vừa vặn chính là khôi phục loại. Hơn nữa hào quang này, cùng mở tương đương không mở, cho nên có thể đồng thời sử dụng hay không có gì khác nhau tuy nói sẽ có chút phiền toái nhưng cũng không ảnh hưởng về phần tiêu hao không và con số không giống như kỹ năng tổn thương của tầng lớp có liên quan gì đến tỷ lệ phần trăm của hắn vậy là như vậy ngươi còn cười được tinh hồng nữ vương có chút kinh ngạc tuy nói không biết nơi này tính ngưỡng giả như thế nào nhưng căn cứ dĩ vãng đến xem gia nhập các nàng vương đình ở trên đường kiến thức được cái khác vương đình khắc ấn sau cơ hội đều sẽ bởi vì hối hận mà nửa đường thoát ly mặc dù lưu lại không có gì còn lại cho nên trong những năm tháng dài đằng đẵng cũng không có một người tín ngưỡng nào thành công đi đến vương đình đây cũng chính là lý do vì sao lần này đến phải dùng khế ước chỉ tiếc xuất sư chưa thắng thân trước cô đang nghĩ ngợi lại thấy khóe miệng ngôn quân nhếch lên vì sao không thể cười? Hả? Cô nghi hoặc. Lại nghe ngôn quân tiếp tục nói. Hơn nữa, ai nói ta là vì khắc ấn kia mà tới? Vậy ngươi là? Salet Quynh chần chừ, tự hồ đang suy đoán. Nhưng không đợi cô nghĩ ra đáp án, ngôn quân đột nhiên tới gần hai bước, ánh mắt thâm trầm nói. Ta là, vì ngươi. Chương 3 Ngươi cũng không muốn bị vương đình người biết chưa? bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 4 vướng víu bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong gác xét si đang quỳ trên mặt đất chậm rãi khép miệng lại sự đau khổ và mờ mịt trong mắt dần dần rút đi nàng không có đứng dậy ngược lại đem chân dời qua trước người đưa tay lau đi khóe miệng ướt át lại sửa sang lại sợi tóc hơi có vẻ hỗn độn cứ như vậy ông đầu gối ngồi. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, thần sắc khi thì sắc bén, khi thì dãy dùa, cuối cùng quy về đạm mạc. Nàng cứ như vậy an tĩnh nhìn cửa lớn đã không còn bóng người, giống như đang suy nghĩ, lại giống như đang ngẩn người. Thẳng đến hồi lâu sau, trong con ngươi trắng bạc bỗng nhiên hiện lên một tia ý tứ khó hiểu. Thần thánh nguyên thủy. Thú vị. Khóe miệng nàng nhếch lên, liếc đôi giày chiến màu trắng bạc bị ném xuống một bên, lại nhẹ giọng cười. Chủ nhân vĩnh viễn. Nói xong, cô hơi nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ gì đó. Hai tiếng nữa. Ngôn quân chán đến chết ngồi ở một góc lầu cát, ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy bàn tay khô héo sắp không có động tĩnh trên mặt đất trước mắt. Ừm. duỗi lưng một cái, hiển nhiên ngồi lâu có chút không thoải mái. Nhưng không có biện pháp, hắn không thể đi ra ngoài. Bởi vì hắn đã khắc sâu minh bạch, cái này một mảnh, tất cả đều là hắn hiện tại không thể trêu vào đồ chơi. Vẫn là thành thật chờ đợi đi. Hắn bất đắc dĩ cười, ánh mắt liếc về phía màn sáng. Nguồn. 2333 đúng vậy, ngắn ngủn 2 giờ, vẫn là như vậy nét mực dết quái, lại đạt được nhanh hơn 2.000 nguyên năng. Cái này so với đời trước người khác vừa mới bắt đầu đánh sống đánh chết, mới miễn cưỡng đạt được mười mấy hai mươi điểm nguyên có thể đến xem, liền biết nơi này quái vật mạnh bao nhiêu nghĩ đến chỉ cần chạm vào hắn một cái, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái loại này. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, để cho hắn buông tha trước chuyển hóa thuộc tính rời đi nơi này ý nghĩ. Thay vì làm việc vô dụng kia, không bằng tích góp nhiều một chút, tăng lên hào quang, kéo cao hiệu suất mới là vương đạo. Dù sao hắn mới 10 điểm sinh mệnh giá trị, 500 thần thánh phòng ngự hạ, quan hoàng như thế nào tăng lên đều không hoảng hốt. Đó là khi nhã phỏng chừng đầu ốc cũng không tốt, cái này giao dịch các mở chỗ nào không tốt, thế nào cũng phải mở ở đây chôn cốt chi địa, là sợ tới người cỡ nào. Ngôn quân vô lực chăm chọc. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù hiện giờ thế gian biến hóa, nhưng vần trăng tròn kia cũng không thay đổi, ngược lại càng thêm sáng tỏ. Giống như trái tim trong gương của hắn lúc này. Tuy nói dưới quả đắng, ác niệm lan tràn, đã quyết tâm không quản sống chết của người khác nữa nhưng có một nói một, nếu không có hi nhã, giờ phút này hắn nghĩ đến vẫn là cái kia mặt người sâu xé tạp ngư. Dù là hắn không cam lòng rời đi, nhưng đoán chừng cũng bất quá là đổi địa phương khác chết đi, không có bao nhiêu khác biệt. Vậy là, có một số việc, vẫn phải để ở trong lòng. Ngôn quân hơi híp mắt đứng dậy, trên mặt đất những cái kia khô tay đã hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ có mấy đoàn bạch quan tại hướng hắn bay tới. Nguồn năng lượng 392 nguồn 2725 không sai Ngôn quân cười liếc mắt, sau đó đi về phía tiếp theo Thời gian khô khan nhàm chán là mài người nhất Cũng may thỉnh thoảng có thể thể nghiệm một chút lạc thú thu hoạch Đợi đến khi bầu trời dần sáng lên, mặt trời đỏ như thường ngày mọc lên Ngôn quân hơi che chút ánh mặt trời Trong lòng biết dưới ánh mặt trời đỏ này đã là một mảnh đỏ tươi Tai họa Thang nhẹ một tiếng, lại thấy phía trước mặt đất có đoạn ánh sáng bay tới. Nguồn năng lượng 370 nguồn. 9.527 thu hoạch cũng không tệ lắm. Hắn thỏa mãn cười cười. Kỳ thật không chỉ cái này nguyên năng, tự như trò chơi đồng dạng, dết chết quái vật là có vật phẩm rơi xuống. Tuy nói cực kỳ thư thất, thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng cả đêm vẫn có vài món. Bất quá, vật phẩm sẽ không giống như nguyên năng bay tới chỉ biết nằm trên mặt đất chờ người đi nhặt. Nhưng hắn không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vật phẩm tựa hồ cũng không tệ lắm ăn bụi trong đất, cuối cùng chìm xuống đất, giống như là bị cắn nuốt đi vào. Nếu xìa có thể ra ngoài. Ngôn quân biểu môi, trong mắt có chút tiếc hận, nhưng rất nhanh lại mỉm cười. Nhà, bất quá cũng không có gì. Hắn nói xong cũng không tiếp tục, ngược lại đi về phía cửa lầu cát. Bởi vì hắn đột nhiên mới nhớ tới tự hồ mỗi giao dịch các đều có một cái phi thường thực dụng kỹ năng có thể mua. Muốn đến đây cũng giống như vậy. Trước bàn giao dịch, tra xét chi nhãn. Tra xét loại, có thể tra xét sinh vật cơ sở tin tức, chênh lệch càng lớn, tin tức càng ít, tiêu hao một điểm ma pháp giá trị, không làm lạnh. Giá bán. Một nghìn nguồn kỹ năng rất hữu dụng, giá cả rất thực tế. Ít nhất đối với ngôn quân lúc này mà nói là như thế. Không do dự, không đi rối rắm muốn trữ nguyên năng tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Dù sao mà giao còn không lầm thợ đốn củi, không có kỹ năng dò xét trong tay, luôn cảm thấy trong lòng có chút không yên. Nguồn năng lượng 1.000 nguồn. 8527 giao dịch kết thúc, Ngôn Quân không đi xem cái khác, bởi vì phần lớn với hắn không có tác dụng gì. Hơn nữa còn đắt tiền. Không có ý định ở lâu, liền muốn xoay người đi ra ngoài tiếp tục soát quái thừa dịp tai nạn vừa mới giáng lâm không lâu, càng sớm tăng lên càng tốt. Hắn cũng không muốn bi kịch của mình tái diễn. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn rời đi, theo bản năng hướng bên trong thoáng nhìn, nhưng chỉ một cái này, liền sững sờ tại chỗ. Bên trong, dưới bức tượng. Đôi mắt khép hờ từ lúc ngôn quân đến đã mở ra, đồng tử trắng bạc phản chiếu sắc thái. Hi nhã vẫn bảo trì nguyên dạng không lên tiếng, cứ nhìn chầm chầm như vậy. Cho đến khi cái kia ngươi còn chưa đi đâu ngôn quân đến gần vén mũ lên nhìn người trên mặt đất hắn trực tiếp đưa tay xoa lên hai má da thịt có thể trách làm cho người ta có chút yêu thích không buông tay cho đến cuối cùng đầu ngón tay hắn xẹt qua môi anh đào hơi cậy ra hy nhã khẽ mở đàn khẩu yên lặng thừa nhận mặc dù đầu lưỡi khác thường cũng không có phản kháng chỉ đợi đối phương đã nghiền thu tay về sau nàng ngẩn tráng lên nhìn trước mắt này tuấn lãng khuôn mặt cắn phấn môi nói ngươi không đồng ý cho ta rời đi hả ngôn quân kinh ngạc thầm nghĩ rời đi còn muốn hắn đồng ý chỉ là chưa bao giờ khế ước qua hắn cũng không rõ ràng lắm vĩnh cửu khế ước cũng không phải đơn giản như vậy nhất cử nhất động đều bị kiềm chế ví dụ như ngươi bây giờ là chủ nhân của ta liền ý nghĩa toàn bộ tinh hồng vương định đều ở dưới cờ của ngươi nếu không có ngươi đồng ý ta không cách nào sử dụng pho tượng. Hả? Ý anh là sao? Còn có thuyết pháp này. Ngôn quân trong lòng kinh ngạc, nhưng bề ngoài lại không hề gần sống. Nhưng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hỏi. Nói như vậy, ta đây về sau chẳng phải là có thể tùy tiện lấy đồ từ các giao dịch sao? Khi nhã nghe vậy sắc mặt có chút rối rắm, nhưng vẫn gật gật đầu. Có thể, nhưng hy vọng không nên làm như vậy, bởi vì trong vương định còn có rất nhiều người cần dùng cái này thu hoạch nguyên năng. Si, Ngôn quân thầm hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ vừa rồi cái kia một ngàn nguyên có thể hoa thiệt thòi. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Mặc dù đây là một điều đáng mừng, nhưng những lời vừa rồi. Trong đó bao gồm cả ngươi phải không? Ừ, hiên nhã lần nữa gật đầu. Như vậy sao? Ngôn quân trong mắt như có điều suy nghĩ, lại nhẹ giọng cười. Những người khác có nguyên năng hay không thì liên quan gì đến ta? Nói xong hắn ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau. Hi nhã ngậm miệng trầm mặt, nhưng ánh mắt không dời đi, kinh ngạc nhìn anh. Ngôn quân chỉ cười nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, Mejia mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, ngươi là vì khắc ấn mà đến. Hả? Ngôn quân nhướng mày. Không nói là vì chỉ là hắn còn chưa nói xong, đã bị Hi nhã cắt đứt. Giờ này khắc này, không cần gạt ta nữa. Ngôn quân ngơ ngẩn. Đúng rồi, đối phương chính là vương giả. Hắn ở bên ngoài mở một đêm hào quang, đối phương làm sao có thể không nhận ra. Sau khi nghĩ thông suốt, anh nhếch miệng cười. Vậy thì sao? Hi nhã thấy thế, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, dường như có chút chăm chọc. Khắc ấn vì vương đình mà sinh, vương đình bởi vì tụ tập mà thành cái này ngôn quân sửng sốt trong lòng nhất thời kinh nghi bất định đối phương lời này ý tứ chính là hắn nếu là cầm đồ vật dẫn đến những người kia không có hoặc thiếu nguyên năng chờ đã ngôn quân đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi vậy vương đình hiện tại thế nào đã thấy hi nhã đột nhiên mí mắt rũ xuống thần sắc có chút bi quan lúc trước đã nói Hiện tại tình thế có chút gian nan, nếu là không có người mới gia nhập, hoặc là dùng rất nhiều nguyên có thể ổn định thế cục, sợ là không bao lâu nữa sẽ tản đi, đến lúc đó. Ừm. Ngôn Quân trầm mặc, thầm nghĩ cái này đâu chỉ là không thể lấy, sợ là còn phải hướng bên trong điền. Nếu không vương định giải tán, vậy khắc ấn cũng sẽ hết. Cho nên, hắn đây là gặp trắc rối. Ồ không, phải nói là một đám đông đã như vậy. Ngôn quân hít mắt, dường như có chút ý nghĩ. Lại liếc mắt nhìn hi nhã vẫn an tĩnh ngồi, nói thẳng. Sự tình ta đã biết, ngươi về trước đi. Hi nhã nghe vậy lại lắc đầu. Không. Hả? Không phải đồng ý ngươi sử dụng pho tượng là được sao? Ngôn quân nghi hoặc. Hi nhã lại lắc đầu. Có thể trở về, nhưng không thể cứ như vậy trở về. Có ý gì? Ngôn quân hỏi lại, đồng thời trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Đã thấy hiên nhã mím môi, có chút nghiền ngẫm nhìn hắn. Bởi vì lần này. Chương 5 quan hoàng đề thăng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bởi vì lần này đi ra, rất nhiều người đều biết, nếu là không thể đem ngươi mang về, nói vậy. Lời còn chưa dứt, ngôn quân đã phất tay cắt đứt bởi vì hắn không thể cứ như vậy đi theo đến một địa phương cực kỳ xa lạ hắn thậm chí cũng không biết tinh hồng vương đình cụ thể ở đâu cho dù muốn đi ít nhất cũng phải đợi có năng lực tự vệ nhất định mới được và rất nhiều người không còn cách nào khác ngôn quân ngưng giọng hỏi đã thấy hiên nhã nghiêng đầu hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào tôi cảm thấy ngôn quân nhíu mày trong lòng suy tư thẳng đến cuối cùng như là nghĩ thông suốt một điểm nào đó nhớ rõ ngươi đã nói các ngươi không thể thu hoạch nguyên năng đúng không hy nhã sửng sốt nhưng không phủ nhận đúng ngôn quân nghe vậy gật đầu hiểu rồi hắn dứt lời đứng dậy nhưng cũng không trực tiếp rời đi ngược lại đi về phía trước hai bước ngươi đây là muốn si nhìn hắn đến gần có chút chần chờ nhưng chẳng mấy chốc nàng đã hiểu A à, chậm một chút. Gô luôn. Rất lâu sau. Chờ ta trở về. Ngôn quân lưu lại một câu, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đồ lưu hiên nhã ở lại trong lầu cát, kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn biến mất ở lầu cát. Một lát sau, nàng giống như phục hồi tinh thần lại, xoa xoa đôi môi phím bạch nhuận sắc, lập tức khóe miệng nhếch lên, thật lâu chưa tan. Bên ngoài gác mái. Ngôn quân im lặng nhìn mảnh đất chôn xương này đã trở nên không biết bao nhiêu. Giá trị ma thuật, một hài cốt ác thi. Chủng tộc. Undead cấp độ sinh mệnh. Không chấm một quả nhiên. Tên và chủng tộc của quái vật hiện ra trên mạng sáng, nhưng điều khiến hắn để ý lại là cấp độ sinh mệnh. May mà chưa đi qua, nếu không sợ là đã không còn cặn bã. Hắn nghiễm nhiên nhớ rõ, người chung quanh kiếp trước, mạnh nhất cũng bất quá tương đương mà muốn đạt tới 0.1 sinh mệnh cấp độ, liền cần 500 tổng hợp thuộc tính. Loại này hoang vu chi địa, sinh ra quái vật quả nhiên không yếu đến đâu, hoàn toàn không phải nhân loại tụ tập khu vực có thể so sánh. Ngôn quân dương mắt, xa xa bàn tay rậm rạp ma ma từ mặt đất vương ra nhu động, giống như là không cam lòng chôn sâu dưới đất. Nếu là người thường thấy, nhất định tâm sinh sợ hãi. Nhưng mà, ánh mắt dưới mũ trùm của ngôn quân không hề dao động thậm chí còn có chút muốn cười. Tiện nghi cho ta, không phải. Khóe miệng anh nhếch lên, rồi lại nhớ tới hiên nhã còn ở trong lầu cát. Quên đi, đi một bước nhìn một bước đi. Ngôn quân lắc đầu, đi qua một bên, tìm một góc ngồi xuống. Khôi phục quan hoàng lần nữa triển khai, màu đỏ tươi chi mang lan tràn, đem mấy con quái vật xui xẻo bao quát trong đó, làm chúng nó sinh tức, liền như băng tuyết tan rã, chậm rãi giảm lui cảm giác không bị chết đói cũng không tệ lắm. Đón ánh mặt trời đỏ, ngôn quân nheo mắt, một tay sờ sờ bụng. Ngay từ lúc tai họa giáng lâm, hết thảy tiêu cực đều liên quan đến giá trị sinh mệnh. Con người có ăn hay không, cũng trực tiếp thể hiện ở phía trên. Ví dụ như cảm giác đói đạt tới một mức độ nhất định, sẽ bắt đầu mất máu, hơn nữa còn là dựa theo tỷ lệ lớn nhất liên tục mất máu. Tuy nói mỗi lần chỉ kéo dài một đoạn thời gian ngắn, nhưng cũng có thể lấy mạng người. Lúc này bình thường hoặc là dùng thức ăn giải quyết, hoặc là dùng dược tề giải quyết. Chẳng qua, cái trước trẻ tiền lại phiền toái, cái sau đơn giản lại đắt tiền. Vì thế, hắn cái này không tiêu hao không lạnh phạm vi hình khôi phục kỹ năng liền thể hiện ra tuyệt đại ưu thế, mọi người chỉ cần tại giá trị sinh mệnh rơi xuống đến hắn 10 mét trong phạm vi đợi một hồi. Ha ha! Ngôn quân cười tự dễu. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không đem năng lực dùng ở phương diện này nữa bởi vì bây giờ dưới hiệu quả của trường bào màu đỏ tươi lượng máu hấp thu mỗi giây đã vượt qua giá trị sinh mệnh lớn nhất khiến cho hắn một đêm trôi qua cũng không có mất qua một tia máu đợt này kiếm lớn rồi hình như có cảm thán nhưng cũng không quá để ý bởi vì trạng thái này chỉ có sinh vật có cấp độ sinh mệnh là không mới có thể xuất hiện về phần sau hắn cũng không rõ ràng lắm bất quá phía trước giống như không chú ý si sinh mệnh cấp độ hắn nói thầm ánh mắt không khỏi liếc về phía sau trong lòng rõ ràng đối phương giờ phút này đang ở nơi đó có thể vẫn ngồi nguyên dạng như cũ quên đi để sau nói sau dù sao cũng chạy không thoát ngôn quân lắc đầu không suy nghĩ nhiều trong lòng biết hiện tại có không ít so với hắn mạnh hơn con ghẻ đang gào khóc đòi ăn vì cái nhà này không đúng là vì cái này vương đình không tiêu tan, vì cái này khắc ấn vĩnh cửu tồn tại. Điều duy nhất bạn cần làm bây giờ là cố gắng hết sức. Quét nguyên năng. Nguồn năng lượng 382 nguồn năng lượng. 8909 đang lúc suy tư, mấy đoàn hào quang bay tới, không để ý trên mặt đất rơi ra vật phẩm, ngôn quân mặt không chút thay đổi đi về phía tiếp theo chỗ. Nhưng trong lòng hắn lại là mơ hồ có chút kích động, bởi vì hắn rất nhanh đem nghênh đón, hai đời lần thứ nhất tăng lên. Ước chừng một giờ sau. Sắp rồi. Ngôn quân nhìn mấy thanh máu sắp thấy đấy trước mắt, hai tròng mắt màu máu dưới mũ không ngừng chớp động. Một lát sau, quan đoàn bay lên. Nguồn năng lượng 367, nguồn năng lượng. 10.021, nâng cấp. Hồi sinh hào quang. Một tiếng mặt niệm vang lên trong lòng, nguyên năng tồn tại một đêm còn nhiều hơn trong khoảnh khắc hóa thành ít ỏi thông tin màn sáng trước mắt cũng biến hóa. Phép thuật 9 phần 10 Nguồn năng lượng 21 lời bài hát Salet Robe đi sang, ác Khuyết tật, kỹ năng cơ bản Mắt dò xét Recover Aura, không, 2000 không. Lớp Recover, bỏ qua Physical Blocking và Magic Blocking Phục hồi 0,2% HP tối đa cho tất cả các đơn vị trong phạm vi tối đa 20m mỗi giây không tiêu thụ và không làm mát. Rebit Ora, Kiu Relication Divine class, gây 0,2% HP Dama mỗi giây cho tất cả các đơn vị trong phạm vi tối đa 20M, không tiêu hao, không làm mát. Tra xét chi nhãn, không thể tăng lên. Tra xét loại, có thể tra xét sinh vật cơ sở tin tức, chênh lệch càng lớn, tin tức càng ít, tiêu hao một điểm ma pháp giá trị, không làm mát. Thay đổi cũng không lớn ngôn quân biểu môi nhưng trong lòng lại cao hứng muốn chết dù sao hai đời lần đầu tăng lên ý nghĩa phi phàm hơn nữa điều này cũng có nghĩa là tiến độ kế tiếp có thể tăng lên gấp bội chính là lần sau tăng lên muốn hai vạn nguyên năng để cho trong lòng hắn có chút căm giận chật nếu không là vừa vặn đụng phải này phong thủy bảo địa sợ là tăng lên một lần đều vô cùng gian nan đi ngôn quân hồi tưởng lúc trước ánh mắt lại quét qua nơi chôn xương này trong lòng có chút may mắn may mắn lúc trước không có do dự trực tiếp tới nơi này bằng không nếu là đi nơi khác dù là giải quyết quan hoàng vấn đề phỏng chừng cũng không có cái địa phương tốt có thể để cho hắn vượt qua giai đoạn trước về phần tiếp theo tiếp tục nâng cao kỹ năng một lần tinh thần ngôn quân có chút phấn khởi trực tiếp đem hào quang triển khai lớn nhất đem càng nhiều quái vật bao quát trong đó cái kia trong tầm mắt khô tay nhao nhao dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm lại lắc lư làm trong lòng hắn vui vẻ xem ra tốc độ hồi phục của những quái vật này cũng không cao như vậy đúng rồi bên này tiêu hao bên kia thu hoạch tất nhiên nhanh hơn trước rất nhiều chỉ bất quá hắn lại quên mất cái này quan hoàng là lấy tự thân làm phạm vi hướng bốn phía triển khai còn không phân biệt địch ta thế đấy giờ phút này cái kia còn ở trong lầu cát Nguyên bản Hào Quang còn không chạm tới Hi Nhã, đã là bị bao phủ đi vào. Chương 6. Người đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại truyện.audio. Trong giao dịch các, Hào Quang màu đỏ tươi đã bao trùm phần lớn diện tích, Hi Nhã đang ngồi yên dưới đất đã đứng dậy. Kỳ thật lấy trang bị trên người nàng, còn có kháng tính hiện giờ mà nói, kỹ năng bình thường không có khả năng đối với nàng có ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, thứ này là loại thiên liêng xem ra là thăng cấp rồi khi nhã thì thào khẳng định lại nhíu mày đẹp mắt không đi quãng dày chiến vẫn rơi ở một bên trực tiếp đi tới một góc không bị màu đỏ tươi lây nhiễm lại ngồi xuống nhìn hồng mang không ngừng lưu chuyển trên mặt đất ánh mắt nàng kinh ngạc trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì một hồi lâu sau hồng mang di động nạn lần nữa đứng dậy đổi cái góc thẳng đến không biết thay đổi bao nhiêu lần bên ngoài trời đều sắp tối nàng làm như là rốt cục nhìn không được, lại không bảo trì kia ưu nhã tư thái, nhìn không được phun một ngụm. Hắn có phải có bệnh hay không, không biết bên trong còn có người sao? Nàng nói xong, không nhìn màu đỏ tươi kia, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa. Tuy nói không cách nào rời khỏi nơi này, nhưng đứng ở cửa trống lên hai tiếng vẫn là làm được. Nhưng nàng mới đi được nửa đường, màu đỏ tươi đã tiêu tán. Hả? Trong mắt cô như có điều suy nghĩ, bước chân lại không ngừng vừa tới cửa vừa vặn đụng phải thân ảnh đang từ một bên xuất hiện về rồi à hai tay hy nhã ông ngực dựa vào cửa trên mặt nhìn không ra biểu tình gì ngoài cửa thắng lợi trở về ngôn quân bị chặn ở cửa hắn nhìn hy nhã bộ dáng này trong lúc nhất thời có chút mơ hồ muốn trở về thì trở về a à? ngược lại là ngươi đứng ở cửa làm gì hắn vẻ mặt nghi hoặc trong lòng lại đang suy đoán đối phương sẽ không phải là có thể đi ra ngoài đi tuy rằng lúc ấy dưới khế ước thần linh không có khả năng nói dối nhưng vạn nhất thì sao không thể tin được không có gì chỉ là muốn xem khi nhã tùy ý nói ngữ khí có chút qua loa chính là trong đôi mắt hơi dời đi hiện lên một chút ý tứ hàm xúc không để ngôn quân nhìn thấy ồ ngôn quân gật gật đầu không có nhiều rối rắm đi vào trước rồi nói sau hắn nói xong, liền muốn trực tiếp đi vào trong. Nhưng hắn mới muốn lên đường, lại phát hiện đối phương còn dựa vào, nhìn qua một bộ không yên lòng. Thấy vậy, hắn nhướng mày, trực tiếp đưa tay. Nha! Nhiệt độ đánh tới bên hông, đôi mắt bị hiên nhã nửa ông trong nháy mắt trừng lớn. Đứng đó làm gì, ngốc à! Ngôn quân không để ý, ngược lại bàn tay còn dùng sức đẩy. Chỉ tiết dưới lớp giáp mềm, xúc cảm cũng không rõ ràng. Ồ, khi nhã rối rắm gật đầu, cứng người theo lực đạo đi vào bên trong. Chỉ là đi tới đi lui, ngôn quân liền dừng lại. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt quét nhìn này giao dịch các bên trong. T, tình cảm vừa rồi ngươi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thầm nghĩ chính mình hồ đồ, chỉ lo kỹ năng tăng lên sau sung sướng, đã quên trong này còn có người. Ừm. Hi nhã đáp lời, lại gạt ánh mắt sang một bên thật ra bên trong còn có chút không gian. Nàng kể ra, ngữ khí tự hồ có chút u oán, Giống như đang oán giận ai đó đã quên cô. Ngôn quân thấy thế, chỉ có thể xấu hổ cười, đồng thời liếc mắt nhìn màn sáng, trong lòng cảm thấy may mắn. Nguồn năng lượng 21.330 kỳ thật tại nguyên có thể đạt tới hai vạn một khắc kia, hắn liền có nghĩ tới muốn hay không lại tăng lên một lần kỹ năng. Bởi vì nói như vậy, tốc độ thu hoạch cùng phạm vi tất nhiên sẽ lần nữa đề cao. Nhưng may mắn thời khắc mấu chốt hắn nhớ tới Hi Nhã đã đi ra hồi lâu, có điều băng khoăn hắn tạm thời buông tha ý nghĩ này, dự định đi vào lại tìm hiểu một phen. Lúc này xem ra. Khủ khủ, đây đều là vấn đề nhỏ, kỳ thật đã sớm tính đến, hơn nữa hiện tại đây không phải tiến vào sao. Ngôn quân giải thích cho mình, đồng thời đặt mông ngồi dưới đất. Si đứng ở một bên, mí mắt rũ xuống, không có lên tiếng, chính là vẻ mặt hoài nghi kia, hiển nhiên không tin lời của hắn. Bất quá ngôn quân không để ý, ngược lại vươn tay kéo một cái. Nhảy đi. Một thân nhuyễn giáp trắng bạc hiển nhiên là trang bị cực kỳ cao cấp, tuy xúc cảm không tốt, nhưng đụng vào người lại không cảm thấy đau. Ngược lại có chút mềm mại. Lệnh ngôn quân không khỏi nheo mắt lại. Chính là hôm nay hắn vẫn đội mũ trùng đầu, đôi mắt huyết sắc kia nhìn qua có chút thấm người. Cho dù là Hi Nhã biết rõ hiệu quả của vật này thấy, cũng nghiêng đầu đi qua, giống như không muốn nhìn nhiều. Thấy vậy, Ngôn Quân cười cười, lập tức điều chỉnh vị trí để đối phương hoàn toàn nằm nghiêng trong lòng, chậm rãi nói: Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, một khi ta lần nữa tăng lên kỹ năng, ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến ta. Hi Nhã quay đầu lại, nhìn thẳng hai tròng mắt huyết sắc, môi giật giật nhưng lại trầm mặt. Cho nên trước cho ngươi một ít nguyên có thể mang về, có thể hay không tạm thời giải quyết những người kia." Ngôn Quân hỏi đầy ý tứ, đồng thời đưa tay xoa xoa trước người đối phương, chỉ cảm thấy xúc cảm rất tốt. "Hẳn là." Hi nhã nhẹ giọng đáp lại, không né tránh, chỉ hơi nhíu mày, hiển nhiên không quen. Ngôn Quân thấy thế, lại tịch thu tay lại, ngược lại chuyển lên trên khuôn mặt, vuốt ve lông mày đối phương nói, "Vậy ngươi mang những thứ này về trước đi." Nói xong, bàn tay vuốt lông mày của hắn giơ lên một đoàn bạch quang nồng đậm hiện ra trong lòng bàn tay đây là biểu hiện của nguồn năng lượng cụ thể mỗi người đều có thể làm được giống như vết quái rơi xuống chẳng qua lại có khác biệt vết quái rơi xuống chỉ biết bay về phía mình mà cụ thể hóa ra ai cũng có thể lấy chỉ là nhiều như vậy đôi mắt khi nhã ngẩn ra có chút kinh ngạc năm tháng dài đằng đẵng làm cho nàng trong nháy mắt phán đoán ra đại khái. Ha ha, cầm đi. Đối với ngươi mà nói hẳn là không tính là nhiều tài lắm. Ngôn quân ngữ khí tiêu sái, trong lòng cũng đang rỉ máu. Bởi vì nguồn năng lượng một nghìn ba trăm ba mươi đúng vậy, hắn một lần cho hai vạn, của cải đều vét sạch, sợ đối phương trở về giao không được kém. Ừm. Si bình tĩnh gật đầu, không nhiều lời, trực tiếp đưa tay nhận lấy bạch quan tiêu tán hiển nhiên đã bị thu vào một không gian nào đó kỳ thật ngôn quân nói không sai điểm này nguyên năng đối với nàng mà nói cũng không tính là nhiều thậm chí có thể nói cực ít nhưng cái này cũng phải xem là ai lấy ra phải biết ngôn quân bất quá vừa mới bắt đầu một cái hoàn chỉnh thiên cũng còn chưa qua đi hơn nữa trước đó còn tăng lên kỹ năng được rồi chuyện nơi đây ngươi cũng nên trở về ngôn quân thấy hi nhã cất kỷ nguyên liền vỗ vỗ mông đối phương, ý bảo nên đi. Nhưng mà, Hi Nhã không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm hắn. Có chuyện gì vậy? Hắn không khỏi hỏi. Đã thấy Hi Nhã lại nhìn sang bên cạnh, môi phấn mím lại, nhưng không nói gì. Ngôn quân thấy thế, trong lòng nổi lên nghi hoặc, ánh mắt theo bản năng nhìn lại, vật trắng bạc rơi vào trong mắt. Ý anh là muốn tôi mặc giúp anh. Hắn chần chờ hỏi. Đợi quay đầu lại, đã thấy Hi nhã nghiêng đầu, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Thấy thế, Ngôn Quân lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Sao đột nhiên lại giống như trẻ con vậy? Hắn nói xong nhéo nhéo đôi chân ngọc mềm mại của người trong lòng, sau đó buông xuống, tự mình đứng dậy, đi qua một bên nhặt đôi giày chiến màu trắng bạc lên. Có lẽ là trang bị thoát ly chủ nhân thân thể, này thuộc tính cũng hiện ra ở Ngôn Quân trong mắt, trước đó chưa kịp xem xét hắn đột nhiên tò mò. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này, liền làm cho đồng tử hắn đột nhiên co rút, dại ra tại chỗ. Lời bài hát. Aria of God Offline, Special, Sweet, Book, Feynman, yêu cầu trang bị. Vật lý phòng ngự. Kháng vật lý. Ma pháp phòng ngự. Ma pháp kháng tính. Thần thánh phòng ngự. Thần thánh kháng tính. Hiệu quả thứ nhất. Hiệu quả thứ hai. Hiệu quả trang phục cái tên. Không thể nhìn thấy tài sản. Ngươi sợ cái gì? Lúc này phía sau truyền đến một đạo ôn nhu trêu chọc, khiến ngôn quân phục hồi tinh thần lại. Đồng thời một đôi nhu di trắng nõn từ cổ hắn vươn qua, chậm rãi ông lấy hắn. Gô luôn. Ngôn quân mãnh liệt nuốt xuống nước miếng, không dám ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vật trong tay, một tia sợ hãi bao phủ trong lòng. ngươi rốt cuộc là ai? môi anh khẽ run, lời nói tối nghĩa gian nan. Khi nhã nghe vậy, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt trắng bạc hiếp thành hình trăng lưỡi liềm, cô ghé sát vào, nhẹ giọng nói bên tai ngôn quân. Ta là, tinh hồng nữ vương A. Chương 7 Phu ra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Lừa gạt chi thần long trọng ngụy trang bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ba ngày sau, trong một thiên điện ở Tinh Hồng Vương Đình. Mặc bộ nào đây? Phù Lập nhìn trước người một đống lớn quần áo, có chút khó xử. Cái này. Cô vén lên một chiếc váy trắng bạc, nhìn trái nhìn phải, khoa tay múa chân một phen, rồi lại lắc đầu. Không được không được, cái này cùng lão đại đụng phong cách. Đặt nó xuống, lại khơi màu một chuyện khác. Cái này hình như cũng không được. Cô chọn trái chọn phải, rất rối rắm. Cho đến khi kết thúc. Suýt nữa quên mất, hắn. Hẳn là có thể nhìn thấy. Phù lập một tay ngang, một tay không ngừng vuốt ve cầm, màu sắc phía sau nhoáng lên một cái. Cho nên, giống như nghĩ đến cái gì, lại lập tức lục lọi trong đống quần áo này. Ta nhớ trước kia có một cái. Phù lập không ngừng tìm kiếm, nhưng quần áo quá nhiều, nàng nhất thời nửa hội cũng không tìm được. Sao lại không thấy? Nàng nhíu mày, không ngừng quét qua một đống lớn ngăn nắp xinh đẹp trước mắt. Cho đến khi ở một góc nào đó, nhìn thấy một tia góc cạnh màu đen. Di, cô đi qua, không lưng kéo cô ra. Trường bào màu đen lộ ra toàn cảnh, đồ án quỷ dị khắc họa trên đó. Tuy nói bộ dáng này cực kỳ xấu xí, ít nhất không phù hợp với thẩm mỹ của Vela, nhưng nàng giờ phút này lại lộ ra nụ cười coi như tìm được ngươi rồi, không chút do dự, trực tiếp khoát trường bào lên người. Đợi đến khi hắc quang phất qua, một tia giảo hoạt hiện lên trong mắt nàng. Hắc hắc, sự ngụy trang vĩ đại của một vị thần lừa đảo. Thời gian không nhanh nhưng cũng không chậm. Thế gian biến hóa tới nay, sinh sát không ngừng, máu chảy đại địa. Bất quá cũng có rất nhiều người trung long phượng, cuộc khởi ở trong ách nạn này cũng tỷ như giờ phút này ở nơi chôn xương, trước cửa giao dịch các, ngôn quân phấn đấu vươn lên. Đương nhiên, nói phấn đấu phấn đấu ít nhiều vẫn là có chút gượng ép. Dù sao bộ dáng sắp ngủ gà ngủ gật kia, thấy thế nào cũng không giống cố gắng nhiều. Ngáp dưới mũ trùng đầu, ngôn quân há to miệng, hai tròng mắt như máu hiếp lại đến sắp không nhìn thấy. Ba ngày rồi. Hắn sinh vô khả luyến nhìn trước mắt một đám sắp mất đi sinh tức quái vật tuy nói thu hoạch càng ngày càng nhiều, nhưng luôn giống nhau như đúc, chung quy là làm người ta không thú vị. Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc khiến người ta phấn chấn, ví dụ như Nguồn năng lượng để 1892 nguồn năng lượng 40.361 tăng lên, khôi phục quan hoàng Theo một tiếng mặc niệm, nguyên năng biến mất trên diện rộng, ánh mắt ngôn quân hướng về phía màn sáng Recover Aura không lớp Recover, bỏ qua Physical Blocking và Magic Blocking, phục hồi 0,5% HP tối đa cho tất cả các đơn vị trong phạm vi tối đa 50m mỗi giây, không tiêu thụ và không làm mát. Resurrentin Aura, Kill Relication Lớp Thánh, gây 0,5% sát thương máu tối đa mỗi giây cho tất cả các đơn vị trong phạm vi tối đa 50m, không tiêu hao và không làm mát. A, à, 50m rồi. Ngôn quân mừng thay cho mình nhưng cũng không vui bao lâu, thậm chí ngay cả mông cũng không nhúc nhích, bởi vì ở bây giờ hào quang bao trùm dưới, sớm bao quát giao dịch các trước sau tả hữu, hắn xê dịch chỗ nào cũng không kém nhiều lắm. chỉ là quả nhiên lúc trước chúng nó không dám đi ra là bởi vì xia. ngôn quân chống tay về sau, trong lòng hồi tưởng lại ba ngày trước, lúc ấy hi nhã vừa rời đi, hắn vừa ra khỏi cửa liền gặp phải quái vật bạo động chúng nó nhao nhao từ trong đất mọc lên, sợ tới mức hắn vội vàng lui về, cũng không dám đi ra ngoài. Cũng may giao dịch các không hổ là an toàn các, quái vật sẽ không xông vào. Nhưng cũng liền ý nghĩa hắn không thể lại đi ra ngoài, ngay cả góc tường bên cạnh cũng không thể đi. Ai biết có thể hay không đột nhiên có cái biến thái quái vật cho hắn lên như vậy một chút. Hắn không dám cược, cũng không muốn cược. Nói đến hi nhã, ngược lại là có chút nhớ nàng, cũng không biết nói ba ngày sau đó có phải hay không gạt ta. Ngôn quân quay đầu liếc mắt, dưới ánh sáng lờ mờ, pho tượng kia có vẻ quỷ dị khó hiểu. Mà phía dưới, một đôi giày chiến màu trắng bạc mơ hồ lóe sáng. Chật, không có thần khí lại không thể dùng, thật mẹ nó thống khổ. Ngôn quân lắc đầu, không nhìn thêm nữa, ánh mắt lại dời ra ngoài. Có lẽ là vừa mới giết một đợt, giờ phút này quái vật còn không có thế nào hướng bên này tới, tự nhiên cũng nhìn không tới cái gì khủng bố khuôn mặt. Bất quá bởi vì phạm vi biến lớn, cũng không hoàn toàn là ngồi chờ. Ước chừng 5-6 phút sau, ánh chiều tà từ phía chân trời tản đi, đêm tối tiến đến. Nguồn năng lượng để 1.263 nguồn. 1.624 chật, coi như không tệ. Ngôn quân hài lòng gật đầu, lại duỗi lưng. Nhưng đến khi dư quan tản đi, tầm mắt của hắn vẫn chưa thu hồi. Bởi vì, ở nguồn năng tin tức tiêu tán phía sau, xuyên thấu qua màn sáng một tầng khác bên trên, còn có một đạo hư ảo. 1281-1000000 rất đơn giản, thậm chí có thể nói là thông tin thô sơ. Nếu không phải mấy ngày trước lần đầu tiên đánh chết quái vật sau liền thời khắc treo ở mi mắt, ngôn quân thật sự đều cho rằng là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì kiếp trước hắn căn bản chưa từng thấy qua cái này. Chẳng lẽ là bởi vì giết quái vật mới xuất hiện? ngôn quân trong lòng có chút suy đoán dù sao kiếp trước hắn chưa bao giờ tạo thành đánh chết chỉ là hắn lại có chút tò mò một chuỗi số liệu này đại biểu cho cái gì đương nhiên hắn biết cái kia hơn một ngàn là chính mình mấy ngày nay đánh chết số nhưng là ý nghĩa đâu là đạt được yêu cầu nào đó thì sẽ đạt được thứ gì đó hoặc là là cái gì khác ngôn quân lâm vào trầm tư thật lâu sau anh lắc đầu cười thôi quên đi còn sớm mà, đến lúc đó sẽ biết. Các đức suy nghĩ trong lòng, ngôn quân ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đã hiện ra trên bầu trời, sau đó đứng dậy, không tiếp tục đợi ở cửa. Kinh nghiệm mấy ngày này đã nói cho hắn biết, ít nhất trong vòng một hai giờ, chung quanh sẽ không có quái vật hội tụ. Giống như là, có quy tắc gì đó. Mà hắn cũng nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Dù sao còn chưa chuyển hóa qua bất kỳ thuộc tính nào, tinh thần hắn vẫn là một, tinh lực không cách nào chống đỡ quá lâu vậy là nghỉ ngơi chút đi ngôn quân dựa vào pho tượng phía dưới chậm rãi nhắm mắt lại chỉ là lần nghỉ ngơi này mấy ngày kia tích góp từng tí một xuống mệt mỏi liền như núi đổ thổi quét mà đến trong khoảnh khắc hắn liền lâm vào giấc ngủ sâu cho dù là ngoài cửa gió thổi qua hắn cũng không có chút cảm giác nào tự nhiên cũng không nhận ra cái kia nhẹ nhàng rơi ở bên cạnh chân âm Chương 9 khi nhã lại đến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lần này đi ra ngoài, phải nhớ kỹ nhiệm vụ Hiểu rồi, lão đại Không cần đi dạo lung tung, trực tiếp chạy tới Biết rồi, lão đại Đừng ăn trộm Ách, được Một hồi đối thoại đã sớm tiêu tán Hai người của tinh hồng vương định lúc này cũng đã không còn thi hài đúc thành loan lỗ ngoài tường thành, xa mấy vạn dặm hắc ám địa giới. Thiếu nữ lắc lắc mái tóc dài màu đen, áo lụa màu đay chống lên trước ngực no đủ. Dưới váy ngắn hoa văn màu xám, lộ ra một mảnh mỡ như ngọc. Dưới chân dẫm lên giày da nhỏ màu đen, tất dài màu đen đến đầu gối nhẵn nhụi tơ lụa, mặt trên khắc họa hoa văn mạ vàng, làm cho nó thêm vài phần cảm xúc. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng đảo qua bản thân, một ít chỗ rất nhỏ cũng theo đó biến hóa đợi đến hồi lâu sau. Ngô! Như vậy hẳn là không thành vấn đề. Sau khi xác định không cần sửa chữa nữa, thiếu nữ có chút hài lòng gật gật đầu. Không hổ là ta. Nàng khoe khoang một phen, lông mày lại hơi nhíu lại. Nhưng như vậy có thể hay không đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, dù sao hắn còn nhỏ, lão đại thế nhưng là đã nói. Nhưng rất nhanh, khóe miệng cô lại nhếch lên. Thôi, mặc kệ hắn. Hơn nữa, mèo nhà ai mà không ăn vụn chứ? Cũng không biết vị kia. Thiếu nữ mỉm cười, thì thào tự nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khó hiểu. Nàng quay đầu lại, xuyên qua bóng tối, nhìn ra trời cao thánh khiết. Lần này đi ra ngoài, sợ là rất lâu đều. Một bóng màu lắc lư cùng với tiếng nói tản đi, địa giới hắc ám đã không còn tung tích thiếu nữ. Cùng lúc đó, Mai Cốt Chi Địa, trong giao dịch các, Ngôn quân cực độ mệt mỏi đang ngủ sâu. Chẳng qua, trong tiềm thức của hắn, luôn cảm thấy đài pho tượng vốn lạnh như băng mà cứng trắng kia, tự hồ trở nên có chút mềm mại. Là ảo giác sao? Ý thức hỗn độn đang nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều lắm. Chỉ là, có thể mấy ngày nay ở một mình, hoặc là trong tiềm thức nhớ lại chuyện gì, để cho hắn không khỏi theo bản năng nói câu nói mê. Xì. Sau đó lại tuân theo bản năng, thân thể cọ cọ, điều chỉnh góc độ thoải mái hơn, tiếp tục ngủ say. Ha ha! Ngân Linh cười khẽ, du dương vang vọng. Đợi đến khi mặt trời đỏ lại nổi lên, Quang mang xuyên thấu qua đại môn rơi xuống trong cát. Ngôn quân, dần dần tỉnh lại. Từ chân mày nhíu chặt, dùng sức nheo mắt lại, hai tay từ trong lên trên, duỗi thắt lưng lười như tôm hùng. Và rồi. Hả? Cái gì? Mềm như vậy hắn nhéo nhéo nhưng hắn còn mới thức tỉnh trong lúc nhất thời không nghĩ ra cho nên hắn nghi hoặc hồ nghi cực kỳ dứt khoát mở mắt ra ừm giấc mơ này rất chân thật hắn nói thầm một câu thu tay về lại lập tức nhắm mắt lại nửa ngày bất động cho đến khi cảm giác thế nào rất tốt vậy có muốn sợ nữa không vèo ngôn quân đột nhiên bắn lên đập vào mắt chính là khuôn mặt thánh khiết kia. Đồng tử trắng bạc mang theo ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên đang nhìn hắn chê cười. Anh đến lúc nào? Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng lại gợn sóng phập phồng. Ánh mắt đảo qua đối phương, phát hiện đã không phải lần trước nhìn thấy trang phục, mà là đổi thành một kiện rộng rãi thuần trắng trường bào. Ngoài trừ thắt một sợi dây bên hông, dường như không còn gì khác. Thảo nào mềm mại như vậy? đêm qua đã tới rồi. Ngân Linh lọc vào tai, ngôn quân giờ phút này mới rõ ràng cảm giác hiện thực, trong lúc bất chợt, hắn lại nghĩ đến cái gì? Ngươi! Sẽ không phải cả đêm đều. Hắn có chút chần chờ. Nhưng hiên nhã không có giải đáp, ngược lại vuốt vuốt nếp nhăn bị người nào đó ngủ ra trên trường bào giữa hai chân, trong mắt mang theo chút tranh mảnh hỏi. Nằm mơ cũng nghĩ đến ta sao? À, cái này. Ngôn quân sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại hỏi như vậy nhưng người tỉnh táo làm sao nhớ được bao nhiêu chuyện trong mộng cho nên hắn bình tĩnh lắc đầu làm sao có thể không có chuyện ồ si gật đầu không vạch trần ngược lại nhẹ giọng cười tiếp tục hỏi đêm qua ngủ ngon không ừm cũng tạm được ngôn quân không cần nghĩ ngợi vậy có muốn ngủ thêm không si chớp chớp mắt giống như đang quan tâm cái này không tốt lắm đâu. Ngôn Quân vẽ mặt chính khí, liền muốn cự tuyệt. Nhưng lúc này Hi Nhã nghiêng đầu, đột nhiên mở hai tay ra, mặt mày nhếch lên, ý tứ không cần nói cũng biết. Được rồi. Người ta thường nói, có một sẽ có hai. Năm mới hai mươi năm Ngôn Quân, lại lần nữa nằm ở cái này không biết năm tháng vương giả đích. Trong lòng. Hả? Ngôn Quân ánh mắt hơi trừng lớn, có chút kinh ngạc đã thấy mặt mày hy nhã công thành trăng lưỡi liềm ghé vào bên tai hắn khẽ hô ấm áp như vậy có phải ngủ thoải mái hơn không nói thì nói vậy nhưng ngôn quân nhíu nhíu mày có chút không quen muốn nói gì đó nhưng rất nhanh lại buông tha quên đi coi như rửa mặt đi hắn an tâm dựa vào nửa mặt chôn sâu lại thường thường cọ cọ hy nhã thấy thế không hé răng chỉ cười điềm đạm đồng thời đưa tay nhẹ nhàng lướt qua mặt anh rất lâu sau ngươi không tiếp tục sao hả tiếp tục cái gì thanh âm ấp úng vang lên mặc dù lúc này hô hấp có vẻ khó khăn nhưng ngôn quân vẫn ngoan cường như cũ mejia thấy thế có chút buồn cười nhưng cũng không ngăn cản ngược lại ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa cái kia lần nữa quy về đại dưới đất nhóm quái vật tiếp tục thu hoạch nguyên năng thanh âm của nàng có chút nhẹ, lại giống như búa tạ. Trực tiếp đánh thức ngôn quân đang trầm mê rửa mặt. Đúng, cũng không thể chậm trễ. Hắn biết rõ mình không thể lười biến, bằng không quả đắng vẫn sẽ tới. Nói xong, liền muốn đứng dậy, nhưng còn chưa động tác, đã bị hiên nhã hai tay ôm. Vài ngày trôi qua, phạm vi kỹ năng của ngươi hẳn là có thể bao quát xa hơn đi. Nàng nhìn như hỏi, lại trần thuật, phối hợp với động tác như vậy, ý tứ rất rõ ràng. Ngôn quân không phản bác, nhưng có chút chần chờ. Kỹ năng của ta ngươi là cảm thụ qua. Hắn nói xong ngẩng lên góc nhìn, nhìn chăm chú khuôn mặt thánh khiết kia. Đã thấy hiên nhã hơi cúi đầu, cầm trơn bóng cò cò tráng hắn, đồng thời khẽ cười nói. Không sao, ngươi chỉ cần phóng thích là được, lần này không ảnh hưởng đến ta. Ngôn quân nghe vậy ngẩn ra, thầm nghĩ lần trước còn. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt quét nhìn đối phương trên người trường bào màu trắng, phát hiện phía trên hoa văn có chút huyền ảo phức tạp. Sợ không phải. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, trong lòng có chút tò mò, muốn xem xét một phen. Nhưng lại có chút không dám đi thăm dò, dù sao lần trước nhìn thấy cái kia dậy chiến nhưng là đem hắn hoảng sợ. Nhưng nói về dây. Ngôn quân ánh mắt di động, nhưng lại sửng sốt, bởi vì nơi đặt dậy chiến đã trống rỗng. Thấy vậy, hắn không khỏi hỏi thăm. Cái kia. Ngươi thu lại rồi. Ừ, hi nhã lành nhạt gật đầu, cũng không nhiều lời. Không hiểu sao, trong lòng ngôn quân có chút không dễ chịu, cảm giác như là bỏ lỡ cái gì đó. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra hào quang. Màu đỏ tươi chi mang nở rộ, tượng trưng cho vết chóc hoa văn vào lúc này lan tràn đại địa, bao trùm phạm vi 50 mét. Đồng thời, ngôn quân lại ngửa đầu. Tuy nói đối phương nhìn qua không hề khác thường, nhưng đồ chơi này chính là tỷ lệ phần trăm thương tổn, vẫn là loại thần thánh, không dễ ngăn cản như vậy. Anh thật sự không sao? Hắn hỏi, đã thấy Hi Nhã lắc đầu, không có việc gì. Như vậy sao? Ngôn Quân nói thầm một câu, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía trường bào kia, chỉ cảm thấy càng thêm huyền ảo. Bởi vì kề sát đối phương, cho nên hắn rõ ràng biết được giờ phút này trên người đối phương ngoại trừ trường bào này, thật sự là cái gì khác cũng không có. Vậy là? Như thế nào? Có hứng thú? Có lẽ là phát hiện, hy nhã cúi đầu xem ra, trong mắt tranh mảnh rõ ràng có thể thấy được. Không. Ngôn quân khẽ lắc đầu, lại giống như róc trách, lại không khỏi hỏi. Cho nên ngươi lần này là cố ý đổi. Đúng vậy. Si không phủ nhận. Kỳ thật, không cần thiết đâu. Ngôn quân chần chờ nói. Tuy nói hiện tại cảm giác không tệ, dưới khế ước có chút hành động cũng coi như bình thường. Nhưng bởi vì trước đây chứng kiến, hắn luôn cảm thấy có chút quái dị, hơn nữa, tương phản như vậy sao? Bất quá không đợi hắn nghĩ nhiều, lại nghe Hi Nhã khẳng định nói. Cần thiết. Vì sao? Ngôn quân nghi hoặc. Đã thấy Hi Nhã ý vị thâm trường nhếch khóe miệng lên. Bởi vì, lần này dự định cùng ngươi hảo hảo thâm nhập trao đổi một chút. Ngôn quân sửng sốt. Chương 10 Thật tốt ở chung. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một ngày sau. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, mơ hồ chiếu rọi thế gian này nguy cơ trùng trùng. Đông dạng, cũng chiếu tới giờ phút này giao dịch các cửa hai người. Ánh sáng màu đỏ tươi tản đi, quan đoàn màu trắng hội tụ mà đến nguồn năng lượng về 2.352 nguồn năng lượng. 28.256 khoảng cách ngày càng dài. Tuy nói trước đây đã có cảm giác, nhưng ngôn quân vẫn không khỏi nói thầm. Không cần lo lắng, chu kỳ xuất hiện của quái vật sẽ dao động theo tần suất đánh chết, đến lúc đó chỉ cần đổi địa điểm là được. Người trong lòng lên tiếng giải thích nghi hoặc, bỏ đi băng khoăn trong lòng ngôn quân, cũng làm cho hắn cảm thấy quái dị. Bởi vì như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương theo như lời thâm nhập trao đổi, thật đúng là chính là trao đổi. Nhìn ngươi có chút thất vọng. Hi nhã hơi nghiêng đầu, có chút trêu ghẹo. Nói thật, có chút. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Tuy nói kiếp trước gặp quả đắng sau lưng, nhưng có một số việc không thể vơ đũa cả nắm. huống hồ người ta ít nhất một vương giả, hiện giờ hai người lại có khế ước trong người. Nói cho cùng, vẫn là hắn nhìn trộm. Ha ha! Hi Nhã cười nhẹ, rồi lại nói. Không cần nóng vội, lần này ta sẽ ở lại đây một thời gian. Hả? Ngôn quân lộ vẻ kinh ngạc. Định ở lại bao lâu? Hi Nhã suy nghĩ một hồi, mới chần chờ nói. Hẳn là, khoảng hai tháng đi. Lâu như vậy. Ngôn quân sửng sốt. Đồng thời trong lòng lại có chút tò mò, dù sao đối phương là một phương vương định chấp chưởng giả như thế nào nhàn rỗi như vậy? Hơn nữa, thời gian này, vừa vặn cùng hắn kiếp trước chết đi thời điểm. Ừ, có chút chuyện, đến lúc đó nói với anh. Khi nhã giải thích, dừng một chút, lại như là phát giác cái gì, tiến đến trước mặt ngôn quân, bốn mắt gắt gao nhìn nhau. Ngươi, tự hồ có chút tâm sự. Ừm. Nhìn đôi mắt trắng bạc như mộng ảo này, ngôn quân không phủ nhận. Đương nhiên, hắn cũng không có nói cụ thể vì sao cũng may hiên nhã cũng không hỏi có lẽ là năm tháng để cho nàng giữ được bình tĩnh hoặc là căn bản không thèm để ý nàng quay đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời dường như có chút cảm thán thực ra thời gian là thứ tốt cái gì ngôn quân không kịp phản ứng thầm nghĩ như thế nào đột nhiên chuyển hướng nhưng mà hiên nhã chỉ lắc đầu thỉnh thoảng cảm khái thôi nói xong dời lại ánh mắt khóe miệng hơi nhếch lên cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian đến hảo hảo ở chung. Trước đó, ngươi cũng không thể rời đi, chủ nhân của ta. Vài ngày sau, theo trao đổi càng ngày càng sâu, Ngôn Quân đối với thế giới hôm nay càng hiểu rõ. Nói cách khác, những cái kia cái gọi là thế lực trước kia cũng là bình thường văn minh. Ừm. Lười biến đáp lại, từ trong lòng hắn truyền đến. Ngôn Quân rũ mí mắt khi nhã đang nằm nghiêng trên người anh. Trường bào rộng thùng thình bởi vì tư thế mà kéo lên trên diện rộng, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết so với mạng hắn còn dài hơn, cuối cùng ngón chân trong suốt hơi hơi ngoắc ngoắc, tự hồ có chút thích ý. Mặc dù mấy ngày nay thưởng thức không ít, nhưng vẫn bị hấp dẫn ánh mắt. Bất quá, hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, như có điều suy nghĩ nói. Thời gian mỗi lần có hạn. Đúng, bằng không cuối cùng hoặc là mất đi, hoặc là liền giống như bọn họ đồng dạng trở thành ngày xưa còn sót lại Xia nói xong rốt cục ngồi dậy duỗi lưng tiết lộ một chút thánh quan ngôn quân nhìn không chớp mắt cẩn thận lắng nghe ngươi phải nắm chắc thời gian không thể lười biếng bằng không cuối cùng sẽ chỉ biến thành thịt cá nói đến đây giọng điệu hy nhã có chút ngưng trọng ta cũng không lười biếng a à, cái này không phải mỗi ngày đều tại soát quái ngôn quân không cần nghĩ ngợi rồi lại tò mò hỏi nếu đã nói như vậy, vì sao ngươi còn muốn cho ta ở lại đây hai tháng? Đúng vậy, hắn đã hiểu ra. Đối phương cũng không phải đại phát thiện tâm đặc biệt tới bồi hắn hai tháng, mà là giống như có mục đích nào đó. Nhưng, sẽ là cái gì? À, trước không nói cho ngươi biết, tóm lại sẽ không hại ngươi là được. Hi nhã liếc hắn một cái, tự hồ có chút oán trách. Sau đó từ trong tóc búi lên cao, rút ra một dải lụa trắng tinh khiết mái tóc bạc rơi lạ tả cô buộc dây ruy băng lại bên hông ngôn quân lưu luyến nhìn tấm lòng khép lại thu hồi tầm mắt ánh mắt quay ra ngoài cửa nơi mai cốt này có lẽ là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này không ngừng dết chóc tần suất xuất hiện đã càng ngày càng thấp nhưng hắn lại không dám trực tiếp như vậy đi ra ngoài dù sao hắn quan hoàng hôm nay tuy nói không nhỏ nhưng cũng không bao quát bao xa so với mai cốt chi địa này vẫn là đại vu kiến tiểu vu cho nên ở bên ngoài hào quang bao trùm, quái vật vẫn không ít. Nhưng tiếp tục như vậy dường như cũng không phải là một biện pháp. Ngôn quân nói thầm trong lòng, tầm mắt liếc về phía màn sáng. Năng lượng 43.999 Recover Aura, 0, 6 không. Lớp Recover, bỏ qua cả Physical Blocking và Magic Blocking phục hồi 0,6% HP tối đa cho tất cả các đơn vị trong phạm vi lên đến 60 m mỗi giây, không tiêu thụ và không làm mát. Roserentin Ora, kill relication Lớp thánh, gây 0,6% sát thương máu tối đa mỗi giây cho tất cả các đơn vị trong phạm vi tối đa 60 m không tiêu hao và không làm mát. Ngoại trường nguyên năng ra, cũng chỉ có kỹ năng tăng lên một lần, còn lại không có chút biến động nào. Điều này làm cho hắn có chút khẩn trương suy nghĩ một chút, đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên bị một con nhu di che mắt. Có ta giáp mặt, ngươi làm sao còn có thể thất thần? Hả? Ngôn quân ngơ ngẩn, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đột nhiên tới đây. Nhưng rất nhanh, lông mày bị che phủ nhướng lên. Người đây là bị. Trong lòng suy nghĩ, có phải mấy ngày nay quá thuận theo đối phương hay không? Nhưng dù sao cũng có phần ân tình ở phía trước, lại là cái nhìn chấn động ở phía sau, cho nên không được hôm nay đối phương dám lột da hắn ngày mai liền dám cưỡi đến trên người hắn tuyệt không thể cổ vũ loại tà khí oai phong này đặc biệt là sau khi hiểu rõ một số chuyện hắn đã không còn tâm lý sợ hãi nữa vậy là ngôn quân nắm chặt bàn tay nhỏ bé tác quái trực tiếp kéo ra mới muốn nói chuyện đã thấy hiên nhã cười yếu ớt thản nhiên da một chút cũng không được sau này chẳng phải là còn muốn khi dễ ta? cô nói xong lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giống như đã nghĩ đến điều gì đó khiến tráng ngôn quân không nhìn được vạch mấy vạch đen. ngươi nghĩ xa thật đấy? hắn nhìn không được sặc nói, nhưng hi nhã như là xuyên tạc ý tứ, ngữ khí đột nhiên ngưng trọng. cái đó cũng không xa xôi, ít nhất đối với năm tháng dài đằng đẵng kia của ta mà nói, liền giống như muối bỏ biển. cái này. Ngôn quân sửng sốt, nhất thời không nói tiếp được. Tuy nói mấy ngày nay cũng quen đối phương thường thường nhảy ra một câu bao hàm tan thương. Nhưng nói thật, hắn vẫn có chút theo không kịp tiết tấu. Dù sao hắn cũng chỉ mới 20. Chờ đã. Ngươi, bao nhiêu tuổi rồi? Ngôn quân bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này, đây là điều trước đây chưa bao giờ muốn hiểu rõ. Dù sao cái này như thần thoại tinh linh như tuyệt thế dung nhan, cùng với cái này càng ngày càng tương phản tính tình, để cho hắn xem nhẹ chuyện này. Nhưng cho dù túi da có đẹp đến đâu, cũng không thể che giấu sự thật đối phương là một lão yêu quái. Như thế nào? Chê ta già. Có lẽ là phát hiện, Hi nhã nhíu mày, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm ngôn quân, rất có người dám nói, ta liền dám động ngươi bộ dáng. Đương nhiên, ngôn quân là không thích, nhưng hắn vẫn thực sự cầu thị nói. Không có, chính là đột nhiên rất tò mò, dù sao ngươi đẹp mắt như vậy, còn có, có thể hay không buông lỏng tay, có chút quá siết. Một phen nói chuyện, Hi Nhã hài lòng gật gật đầu. Buông Nhu Di nắm chặt phía dưới ra, ánh mắt liếc móng vuốt tác quái ở giữa đùi, sắc mặt nổi lên đỏ ửng, trong mắt lại lộ ra một chút suy tư cùng hồi ức. À, mặc dù ngươi hỏi như vậy, nhưng thời gian thật sự quá mức xa xôi, ở giữa phần lớn ta cũng không nhớ rõ. Ân nhẹ một chút chỉ nhớ rõ, ta hẳn là kém không nhiều lắm xem như. Xì. Ngôn Quân mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh. Sau này hắn không được trà sát hệ ngân hà sao?